Trước tình hình dịch bệnh dẫn đến chuỗi cung ứng hàng hóa bị đứt gãy, nhiều mặt hàng nông sản rơi vào tình trạng ùn ứ. Hội nông dân tỉnh Ninh Bình cùng với các ngành các cấp đã có nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo trong việc hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản để duy trì phát triển sản xuất. Xã Khánh Thành, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình là địa phương có truyền thống thâm canh rau màu với diện tích đất sản xuất nông nghiệp lên tới hơn 500 ha. Bình quân mỗi ngày nông dân ở đây đưa ra thị trường khoảng 10 tấn nông sản các loại. Tuy nhiên, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn đã tác động đến tình hình sản xuất kinh doanh của người dân địa phương. Chúng tôi cái giải pháp chính đầu tiên vẫn là giảm thiểu cái diện tích sản xuất. Thứ hai là phát huy tối đa các cái tiềm năng để tìm các cái đầu bao tiêu trên các cái kênh điện tử để kết nối các cửa hàng tiêu thụ nông sản cho nông dân, chuẩn bị về các cái nguồn giống, rồi là hỗ trợ phân bón, cho vay trả chậm đấy và cho mượn trả chậm, rồi là bao tiêu một số các cái nông sản. Thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Ninh Bình đã kết nối mạnh mẽ với hơn 20 chuỗi cửa hàng nông sản sạch trên địa bàn và liên kết với các tỉnh để giới thiệu tiêu thụ nông sản cho các mô hình trang trại, gia trại của hội viên. Đồng thời, hội nhiều lần chung tay giải cứu, hỗ trợ tiêu thụ hơn 400 tấn nông sản cho nông dân tỉnh Ninh Bình cũng như cho bà con các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cùng với các cấp, các ngành, nhất là các ngân hàng để hỗ trợ cái giảm lãi suất cũng như là cái xử lý cái rủi ro do ảnh hưởng của COVID-19 đối với các mô hình sản xuất trong thời gian vừa qua và tiếp tục cho nông dân vay vốn với hình thức thế chấp để xây dựng các mô hình sản xuất an toàn theo hướng hữu cơ. Bên cạnh đó, hội giải ngân quỹ quay vòng vốn thuộc Ban Quản lý Dự án tăng cường khả năng phục hồi của các hộ nông dân trước ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với số tiền 1,2 tỷ đồng cho các hộ vay vốn trên địa bàn tỉnh. Từ đó giúp nông dân liên kết hợp tác xây dựng, thành lập các mô hình chi tổ hội nghề nghiệp, hạn chế tình trạng bị thương lái ép giá nông sản. Nhằm nâng cao ý thức cộng đồng và hướng tới một thế giới không còn bệnh dại, hôm qua tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh dại giai đoạn 2017-2021, góp ý dự thảo chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030. Việt Nam có số lượng chó nuôi lớn với khoảng 7,5 triệu con, nguy cơ bệnh dại do chó cắn có thể xảy ra rất cao. Theo các đại biểu, giải pháp để loại trừ bệnh dại quan trọng nhất là vaccine, tiêm phòng cho đàn chó mèo và tỷ lệ tiêm liên tục trong nhiều năm phải đạt trên 70%. Tiêm vaccine phòng bệnh cho người có nguy cơ cao và tiêm huyết thanh kháng bệnh dại cho người bị chó mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh cắn. Đã là bệnh dại thì tiêm vaccine nó đưa lại cái hiệu quả phòng chống dịch bệnh rất là cao. Vaccine dại sắp tới, Bộ sẽ chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các doanh nghiệp, các tập đoàn để chúng ta nghiên cứu hạ cái giá thành sản phẩm, góp phần vào để hạ chi phí đầu vào phù hợp với cái hoàn cảnh Việt Nam mà chúng ta vẫn phòng chống dịch bệnh được tốt. Dự thảo chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030 hướng tới mục tiêu kiểm soát được bệnh dại trên đàn chó mèo nuôi, phấn đấu không có người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.